Rồi, mình xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình vô mình làm cái video như thường lệ ở cái quận dưa mà quen thuộc nha các bạn, quận dưa của anh Tèo. Thì hôm nay được bốn mấy ngày nè các bạn. Thì trong mùa nắng thì mình chú trọng cái những con chích thúc và cắn phá. Còn cái dạng thuốc dưỡng á thì mình cái vụ nắng mình xài vô tư nha các bạn. Nhưng mà nó cũng có những cái khoảng mà vừa phải. Thì ở đây trên quận dưa anh Tèo này em áp dụng theo cái phương cách của mình hết. Thì trong cái giai đoạn nhỏ trái đó, các bạn nên xài cái cặp thuốc này là Vinasubor với lại là cái thằng Natusan của công ty Đức An. Rồi mình sẽ xen kẽ nhiều cái thứ như là sản phẩm của Quang Nông 3311, 630 hoặc là cò 300 của công ty Ba Con Cò. Rồi xen kẽ cứ lần lượt cách khoảng 3 ngày các bạn xịt là. Mùa nắng này thì nó đỡ một cái duyên nhỏ nó không có bị hư hao, thành ra mình cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho nó như trung đa vi lượng và mình thêm những cái loại thuốc khác nữa. Cho nó cái dưa nó lớn lên hết cái cỡ của nó các bạn. Sau đó thì mình sẽ dùng tới một cái loại thuốc của Ý Mỹ. Là Ý Mỹ này các bạn nên sử dụng lúc dưa từ nửa ký trở lên. Nếu mà lúc trái dưa mà nó còn non á thì nó sẽ gặp cái những cái tình trạng như là sượng trái nè. Vậy vì cái loại này là nó không có chứa cái hàm lượng GABA nhưng mà trái nó lớn thấy thương lắm các bạn. Mỹ thì trong trong đây mình có cái viên sủi hồng Ý Mỹ và trái cham dông các bạn. Đó các bạn thấy đó, cái sản phẩm cham dông và sủi hồng của Ý Mỹ. Thì các bạn sử dụng nó linh khuyên giống vậy, chủ yếu là hai loại thuốc này với xen kẽ những cái loại thuốc như là thuốc dưỡng như là sản phẩm của Quang Nông. Thì mình thường xài theo cái áp dụng trên quân dưa mình đó. Thì các bạn chú trọng những cái phần thuốc dưỡng rồi cũng mà cũng phải là thịt ăn kim và vali về nhà là cho nó cứng cái vàng lá ha các bạn, rồi nó chắc ruột, nó cứng vàng lá rồi chắc ruột, nó giữ cái tiếng của trái dưa cho nó ok. Thì đó thì mình trên video này mình quay ít thôi, mình chia sẻ bao nhiêu cho các bạn cho các bạn mà tham khảo ha. Thì thường mình quay video clip trên cái ruộng dưa người khác thì mình làm ngắn à, 3-4 phút thôi mà. Thì tới đây mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn qua những video sau ha. Rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc bà con nông dân các bạn trồng dưa trúng mùa trúng giá.